Gì vậy? Ơ có chú Hề kìa. Ơ có chú Hề kìa, khoan. Có chú Hề ở dưới kìa. Ơ có chú Hề kìa. Ủa? Trời ơi cái quân què dĩ dây ba. Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trên đầu của mình. Mình là Toàn Máy Rap. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục qua video tập tiếp theo của Headship. Thì tập này mình với thằng bạn mình sẽ đi khám phá xung quanh cái ngôi làng này. Mình thì cái ngôi làng này á, thì tụi mình vô tình kiếm được. Ở trong này nó tận tới 3 cái dungeon khác nhau luôn mọi người à. Chúng ta bắt đầu video nè. Rồi cái địa điểm đầu tiên của chúng ta sẽ là một cái lâu đài. Đây đây, đây cái lâu đài bên này đây. Đây là kiểu như không biết ở đâu ra nữa. Ở trước mắt thì mình sẽ đi vô cái dungeon này đầu tiên ha. Ê cái con này, này giống giống trong thế giới bình thường rồi ba. Không nhưng mà tìm vô lấy đồ cái. Ở đâu ở trong đó nó có cái gì gọi nó có nâng cấp cái chỗ này lên sao? Mình phải đi cho biết chứ. Vậy đi. Ờ thiệt mà có nhiều cái dungeon cũ trong Minecraft nó nâng cấp lên á. Thì cũng có ba. Thật không đùa. Hên xui thôi. Rồi xuống dưới đi. Mày đâu rồi? Tao mới đây, đây. Tao mới đập cái này xong tao nghe tiếng gầm của con gì mày ơi. Ok. Cái mày có gì không? Có táo vàng kìa, lấy táo vàng đi. Mày đừng có lấy bơm, mày đừng bán nhà tao. Không có sách cùng phải đâu. Đâu có phải đâu. Xin. Dưới đây chẳng có gì hết mày ơi. Ôi có amethyst nè, tao đang xài đồ amethyst á. Ờ lấy amethyst đi. Có giáp amethyst không ta? Cái gì đây? Có, hình như là có, tại tao có tập cúp nè. Tao có đồ cúp nè. Ok. Thì ở đây cũng xong rồi, giờ tụi mình sẽ qua cái dungeon tiếp theo nha mọi người. Ok, cái dungeon thứ 2 của chúng ta đi sẽ là... ở đây tổng tới 5 cái dungeon lần mọi người à. Mình còn tàu tháp kia nữa kìa thôi. Mình bỏ qua cái này đi. Ơi đừng xuống cái này. Sao vậy? Tính xuống xuống rồi lắm. Cái đó thế giới khác á. Dạ, tính xuống luôn á. Ừ. Không. Đừng qua, đi cái đó lâu lắm mà. Mình vô đây trước đi. Nghe nói dưới đây thú vị, từ từ múc nước cái đã. Thú vị đúng không? Thú vị đúng không? Đơn xuống dưới đi. Không ở đây không phải là chỗ kia đâu qua. Đi đi xuống đây, xuống đây. Nghe tiếng thì ghê quá mày. Cái này có cái gì đâu mà thấy ghê. Này tao wow quá. Xuống đi. Ờ ở đây nó nhỏ hơn bên kia nhiều, nó không có bự đâu. Đó. Nhỏ xíu à. Ôi ông nội đứng kìa ba. Nhỏ xíu à. Chết mẹ con. Ôi có đồ ăn, có đồ ăn. Thôi tao bỏ lại bom vô đây. Cái gì vậy? Ơ có chú Hề kìa. Ơ có chú Hề kìa khoan. Có chú Hề ở dưới kìa. Ơ có chú Hề kìa. Ôi. Mày là chú Hề. Ơ chú Hề. Ông ra có con nước bơi vậy. Nghe mày nghe tiếng không? Thằng hề chú nó làm gì vậy? Tôi có sắt rồi nè. Thôi nem stack thôi, nói chung là không có đồ gì xịn mình sẽ không lấy. Ở đây đa số là gương nhiều à mọi người. Thôi có hơn không mình sẽ lấy hết tất cả. Đây kiểu như là quá giật nhiều á. Trời tối luôn á, spoil ra thôi. Đây có một boss gì không ta? Hy vọng là có boss. Không nghe tiếng gì. Ở gì đây? Ôi vãi, đánh được mảnh kim loại. Phải đi. Thôi rồi, quá dễ luôn. Tao nghe tiếng gì rồi đó, bắt đầu tao nghe đó. Hình như cái này là cái mê cung á ta. Ê cái mê cung đó mày. Phải đi. Đúng kêu mê cung rồi mẹ. Mê cung á. Đi từ từ thôi, tao lạc đi giờ. Á đù, chỗ nào đây? Bên trên đầu là nước á. Rồi, mình tới đường mới kìa. Có rương nè. Có cái lọc bom nè. Trời ơi, tưởng cái gì xịn lắm. Ê, lọc bom trước mặt rồi kìa ba. Ủa, có lọc. Thấy rồi hả? Kiếm cương, dạ kiếm cương. À, có cái rương hả? Ok, đi rồi. Ôi, ở đứa tè lè tao luôn hả? Ok. Lắc quá. Vậy có cái gì mới lắc, có cái gì, nó mới lắc á. Ôi. Ôi, một tổ đường xích, tùm lum đồ. Ê, có cái túi đồ kìa, hộp security. Ôi. À. Đèn. Bạn ơi, có mắt Ender cung sức mạnh gì nè. Mắt của Ender luôn nè. Ôi, mày đặt cái kia ra để tao quăng đồ vô mày. Cất vô. Ôi, kiếm ngon nè. Ôi. Má ơi. Ôi, cái này không bị bể mày. Không bị bể, đồ xịn mà ba. Sống à, đúng là đồ xịn có khác. Cái đồ xịn nó phải khác chứ đồ xịn nào giống được. Giống cái đồ giọt được. Rồi hồi nãy có cái cung mà tao đang không muốn tới. Ôi có lồng spawn. Ờ lồng mơ luôn, có lồng spawn ở đây mà tao mày đứng lấy đồ gì thật đó ba. Ender mà ba, đâu sao đâu. Kể đi. Spawn Ender. Bỏ vô hết. Trời ơi, spawn con dễ trâu thì có dầu sợ. Hồi nãy nó tè lè tao ra chỗ khác. Bắt cái kiếm có độ mềm mại mày hắc não vậy.
Ok, chúng ta tiếp tục đi đâu vậy ta? Ở đây cũng có nhiều, nói chung là một đây là một cái mê cung rất là bự. Mình cứ đi từ từ thôi. Ôi, lòng, lòng rồi, lòng rồi. Ê, cái con nhỏ nó chịu hỏi cái gì sau lưng mình vậy? Nè, 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 nè. Con boss đó ba, con boss nó chịu hỏi á. Ôi, vãi boss. Vãi. Phù thủy, phù thủy hả? Phù thủy hả? Mày phù thủy đâu? Mày phù thủy không? Mày phù thủy không? Mày phù thủy không? Ôi, rộng quá. Ôi, hình như có lòng. Có lòng, có lòng, có lòng. Có lòng, miếng lòng đâu đó. Có lòng. Không thấy lòng. Ờ, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trên đầu đó là sàn gỗ rồi bà. Ê, có cánh rồi bà. Có tóc quá. Ơ. Ôi, đặt, đặt, đặt ra, đặt ra. Gom đồ, gom đồ, gom đồ. Đặt cái cục kia ra, gom đồ, gom đồ. Ôi, bảo vệ muốn. Ồ, có cái quần kim cương nè. Trời ơi, có full bộ kim cương rồi mọi người à. Không cần đi xuống kia luôn. Ô, phun phép cái gì mà. Đánh mày ra để bỏ đồ vô. Nè, magic powder này giữ lại nha. Tao thấy nó magic cho nên là. Ừ, tao cũng thấy nó magic á, nên tao giữ lại. Đút thì nhiều thôi, lấy đút đi. Mũi tên không cần. Lấy đồ ăn đi nha, còn ăn nữa. Nè, có túi đồ ăn này lấy không? Thôi thôi, giữ đi, tao có nhiều đồ ăn lắm rồi. Túi tao nhiều rác quá. Đồ ăn không à. Gì vậy, chỉ đeo luôn kìa. Không có gì đâu mày ơi, trên đầu mình là cái sàn gỗ, không biết trên đó là cái gì. Ờ, không ấy thôi, mình đào lên luôn được không? Thử xem. Tính ra đồ amethyst nhà mày nhiều vãi luôn á mà mày không làm đồ luôn á. Bữa tao đi mai ba, tập thứ hai tao đi mai á, cũng khá là suôn sẻ. Ok. Ok, tao lấy tao chưa? Có chú hề tùm lum. Ờ, không có gì hết mày ơi. Ừ, nó chỉ là một cái máy thôi. Thôi xuống mày ơi. Thôi về về. Trời ơi, cái mê cung đồ dọn, đồ dọn. Shit. Đồ gì, đồ gì, đồ gì. Shit. Đây là có cái luôn đây. Ôi, 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 vậy, vậy, vậy. Đông gì má. Ơi, ơi, ôi, đủ. Tao đang dịch chuyển đâu rồi mày? Nó dịch chuyển lên, lên chỗ nhà lại rồi nè. TB, TB, TB. Nó vậy nè. Quá, cái con Ender xịn vậy. Biết bao, biết bao, biết rồi, biết rồi. Xịn chưa, xịn chưa. Đấy, Ender nó phải ngầu như vậy. Ở này mày đang trong headset đó. Ai cũng headset, cái gì cũng có thể xảy ra. Đấy, trời đây. Ôi, cái gì đây? Cái cây tao đang cầm là một hit nhện á. Chỉ cần là giỡn thôi là mình tao một hit hết. Rồi, kiếm tội mấy con kia thì đéo. Rồi, chửi the. Một kim cương nha. Ê, nhưng quay lại chỗ cũ rồi đúng không? Ừ. Giờ mình đi đằng. Đi đi bên này, đi bên này, đi bên này. Bánh mì của tao. Ơi, ơi. Ơ, tay, tay, tay. Hai bản đồ luôn nữa. Lấy đi. Lấy bản đồ để đây tập sau mình còn đi tìm kiếm kho báu mọi người ạ. À, đồ. Ở nhà mình. Hình như mình khám phá hết chỗ này đó mọi người. Nó chả còn gì hết. Nè còn nữa, còn cái lồng nữa. Còn con kè vậy á. Lồng nó đâu ta? Dây cháy nhặt ba. Thôi, giật cái này đi. Chặt hỏng chả có cái gì hết. Đổ cái chuyện lên. Điên này xem. Ôi, tự... Ở trên lồng. Ở khoan từ từ. Ơ, ờ, tao mất một cây mày. Tao mất cái cây chọt của tao rồi. Non. Mày có lồng cái cây chọt kìa. Có cái lồng như mi. Ơ, Toàn. Mày có giữ cái cây cháy nhặt ba của tao không? Có. Trả lại tao mày. Mơ. Vela. Thôi rồi, đi khám phá tiếp đi, đi khám phá tiếp rồi giá trả sao. Ủa đâu rồi ta? Ta đang giữ mà. Ở tao không biết đâu luôn á. Ây da, tao ra chỗ cũ rồi nè. Thôi, chúng ta sẽ tiến tới cái danger thứ 3 nha mọi người. Đây nó quá đơn giản. Chúng ta cần cái khó hơn. Rồi, không biết đâu luôn á. Tao mày đi chơi cái gì vậy, vậy, vậy. Một hit một. Cái con thần chết nè. Mạnh ghê, sợ ghê. Thần chết mà để cho người khác giết. Thần chết yếu lắm bà. Viết ghê. Con gì đây? Con của máy gì đây? Con quên một cái một. Quà ơi, tao đang đập quà ơi. À, mày đánh ném chết tao luôn á. Một khi mày 40 đàm á, không biết rồi. Vậy hả? Cái con nhện này. Rồi đó. Ở đây có đồ, ở đây có đồ, ở đây có đồ đó, nó nhặt gì nhặt đi. Mình phá tay cái này trong vòng 2 phút nha mọi người. Chúng ta xin một game. Ôi, cái gì vậy ba? Ôi, cover tao, cover tao. Mày khỏe mà cover tới. Ừ, tao đánh xong hết rồi đó. Trời ơi, má quơ một cái, một là chết thì sợ. Tiếp gì? Sợ, sợ, sợ. Tầm tiếp theo mọi người à. Ta chơi tới luôn mọi người à.
ơi, what the. Nó lại nhảy này còn múa nữa. Lần tiếp theo. Ôi mày lên thẳng lên trên cùng luôn được. Ôi lên thẳng lên trên cùng luôn được. Nè nè, đập mấy lòng spawn tao mới đi tiếp qua. Kệ nó đi, lên thẳng luôn. Mệt quá, màu mè quá. Không mà tao hồi sợ mấy mẹ nó làm rối mình đó ba. Có rồi bây, lên trên đi xuống nè. Lên tiếp. Lên luôn. Good. Ở đây tao không chơi mày nhóc. Thằng boss đâu. Mày không có một cái được đó đâu con trai. Rồi. Ê mày đi xuống được chưa mày ơi? Rồi xuống nhanh. Thôi bị nổ bây giờ. Chạy. Xuống thôi. Má làm team thứ hai không được mọi người ạ. À. Nhục. Tao nói nó nhục. Nhục ơi là nhục. Hello. Tao nói nó nhục ơi là nhục luôn ba. Oh shit. Trời ơi. Nhục quá mọi người ơi, nãy mà phải bỏ cái khiên ra đặt nước cho nó dễ chứ. Ok rồi. Thì bây giờ thứ hai đến với linh vật thứ ba. Nhanh vãi đại. Thứ tư lộn mọi người, mình lộn. Mình sẽ đi đến thế giới mới nha mọi người. Ôi thôi bớt đi, cái đó carry lâu lắm á, nửa tiếng á. Đi luôn, không kiểu đi mình quay nửa tập cũng được, đấy sao đâu. Ok. Vô nè mọi người ơi. Chúng ta đang ở thế giới. Ủa té không? Mày đâu rồi Khoa? Té chưa? Mày đâu rồi? Tao chưa xuống. Mày xuống lẹ sao có mình tao vậy? Ấy, quên, cái này vô một là nó mất tiêu luôn. Nó mất tiêu cái cổng luôn. Có đâu, vẫn còn giữ cổng mà. Ở rồi, mất tiêu cổng rồi. TB đánh tao được không? Không, khác thế giới. TB nữa rồi. À, TB rồi, khác thế giới. Thôi đi về. Á đâu. Mất bả cổng luôn rồi. Đó, bởi vậy. Ra là vậy. Thôi, để làm sao đi. Bây giờ chúng ta tới cái đinh dệt. Còn mẹ gì đâu mà đinh dệt. Thôi đi kiếm cái gì sao giờ. Chúng ta sẽ đi đâu giờ ta? Ai biết. Thôi đi khám phá đi mày ơi. Kiếm chỗ mới. Ôi kim cương. À khoan, mình có kim cương đúng không? Ừ. Mày có bột xương không? Mày có xương không? Không. Tao mình đến thế giới kia không? Thế giới gì? Đi. Ôi kim cương nữa nè. Ê, vàng kim lạnh nè, ngon nè. Tao đủ kim lạnh nó bay qua. Nè, mở túi ra nè. Tao được nửa tim rồi ba, tao được nửa tim của kiểu như là nó được gia hạn thêm cái máu á. Nó tim màu cam. Nửa tim màu vàng đúng không? Ừ, nửa cây màu vàng, mày được không? Không có. Tao được kiểu như hoàn thành những thử thách hồi nãy đi. Tao mới hoàn thành thử thách tím gì á. Chắc là phá đình dệt trong vòng ít phút đó mà. Ê, tao biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái má nãy có quá trời xương mà mình không lụm ta. À đây có bông hoa nè. 2, 4, 8. Chúng ta cần 8 bông hoa. Thoài lai đúng không? Ừ, thoài lai, chúng ta đi tới thoài lai. Bây giờ mình đi về nhà mình đi ha. Về nhà mình không thiếu gì hoa, mình kiếm chi cho mệt. Kiếm đồ khác đi mày. Đi về nhà đi, về nhà cất hết đồ đi, rồi tính tiếp. Rồi, bỏ cái ba lô ra mày. Từ về dẹp đồ cái đã. Đồ chứ. Ủa, ê. Mày đặt tay lẻ ở đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Chị nó cao hơn đi ba. Thôi lỡ rồi. Đậu xanh. Rồi, dẹp mày. Nè. Đập đất đi. Mày đây nữa. Ơi đứa thành băng rồi mày. Mày đeo chân lạnh chi vậy? Thằng này thiếu hoa kìa. Nè, hoa không thiếu, làng mình là hoa không thiếu. Chúng ta đến chích thịt chi lai. Ừ đó, tao diệt sức rồi đó. Má bầu này luôn chứ, đúng là bé chiến hành. Rồi băng kim cương vô ai? Kim cương có mấy cục? Một. Ôi mất luôn 10 cục kìa. Cái thằng ngu.